Xin chào quý chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em xin phép làm cho anh chị về cái xe Toyota Ray mới ra mắt năm 2022 cũng như là giá bán ở thời điểm tháng 2 năm 2023 này. Xem hiện tại thì dòng xe này có thay đổi gì. Thì em xin phép thông báo luôn là ở thời điểm từ năm 2023, những cái xe đời 2023 của xe Ray sẽ được thay đổi giá niêm yết tăng 5 triệu so với giá cũ. Thì đối với màu trắng và màu đỏ và màu đen tuyền thì sẽ có giá niêm yết thay đổi thành 552 triệu. Còn những cái màu trắng ngọc trai hoặc là màu sơn hai màu tương phản sẽ cao hơn 8 triệu là 560 triệu. Thì là đó là xe của 2023. Thì dòng xe này hiện tại thì bên em đang có sẵn khá nhiều xe, xe Toyota Ray sẵn giao ngay, cũng như là có khá là đủ màu cho anh chị. Như hiện tại anh chị thấy bên cạnh đây là có màu đỏ này, màu đỏ tuyền này, em vừa báo là 552 triệu này, còn màu đỏ nóc đen này 560 triệu, màu trắng ngọc trai này cũng là 560 triệu. Thì hiện tại bên em còn sẵn khá nhiều xe, và đặc biệt với anh chị đây là bản đời 2023 luôn. Và cái thời điểm tháng 2 năm 2022 này thì em đã có những ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Toyota Ray, những gói phụ kiện khá là giá trị. Thì cụ thể như sau, thì em xin phép là báo giá chi tiết cho anh chị và sau đó là giới thiệu cho anh chị một vòng về nội ngoại thất. Về nội ngoại thất thì em làm video cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà tuy nhiên là tiện về làm video chia sẻ về giá bán, em sẽ báo luôn cái nội ngoại thất cho anh chị luôn. Toyota Ray thì phân phối thị trường Việt Nam có duy nhất một phiên bản thôi, và có giá niêm yết là từ năm 2023 là 552 triệu. Và hiện tại bên em đang tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và ngoài ra thì nếu mà anh chị quan tâm đến các cái chi phí để lăn bánh chiếc xe này ra biển tỉnh thì nó chỉ có là khoảng 600 nhỉnh một chút, cụ thể là khoảng tầm 610 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường rồi và đầy đủ phụ kiện. Còn nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị tối thiểu giúp em khoảng tầm 180 triệu thôi là có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. 180 triệu và lăn bánh khoảng tầm 610 thì chiếc xe này thời điểm này giá đã là quá hợp lý so với thời điểm năm 2022. 2022 thì anh chị đợi xe vừa lâu mà giá lại còn cao hơn. Chiếc xe này giờ là VIN 23 này, đời 23 này, có cắt tặng phụ kiện lăn bánh chỉ có 612, tương đương với một chiếc xe Vios. Hiện tại thì chiếc xe này hiện tại cũng đang là một cái lựa chọn khá là để cân nhắc cho anh chị. Theo em phân tích, nếu mà so sánh chiếc này với chiếc Vios thì nếu anh chị chỉ cần sử dụng một chiếc xe để sử dụng đa số trong đô thị và đi lại để đi làm trong đô thị thôi thì chiếc xe này rất là hợp lý. Nhỏ gọn, dài có 4m4 và gầm cao thì để lên lề này rồi đỗ lo bị ngập nước thì rất là thoải mái. Ngoài ra thì có rất nhiều tính năng để hỗ trợ người lái, ví dụ như là có cảnh báo đèn mù trên gương, cảnh báo phương tiện cách ngang phía sau và đèn tự động, rồi cái màn hình bên trong xe cũng rất là đẹp. Nói chung là thời trang xe, chiếc xe rất là thời trang, hợp lý cho anh chị đi thành đô thị, và máy 1.0 turbo cũng rất tiết kiệm nữa. Thì em xin phép là làm vừa rồi em đã báo cho anh chị về cái giá bán, và ngoài ra thì em sẽ điểm lại cho anh chị chiếc xe này có những cái gì nổi bật. Thì đầu tiên về thiết kế thì chiếc xe này là chiếc xe nhỏ gọn, thiết kế theo kiểu là vuông vức, rất là tối ưu trong đô thị, tối ưu về khoảng cách. Như chiếc xe này anh chị thấy là làm rất là vuông vắn thể thao, thì cái chiều dài tổng thể nó chỉ có 4m4 thôi, anh chị dừng đỗ ở trong đô thị rất là dễ dàng. Và thời điểm này thì những cái dòng xe nhỏ thì đang được ưa chuộng hơn so với những dòng xe to, bởi vì là lượng xe sử dụng giờ nó cũng đông rồi, anh chị đi đâu, đi cà phê, đi ăn sáng hay đi đâu cũng đỗ xe nó cũng khó khăn hơn rất nhiều so với ngày xưa. Còn ngoài ra, cụ thể với các option trên xe thì đèn là có đèn full led, có đèn sương mù, có cảm biến trước đầu xe này, cảm biến trước, đèn sương mù, đèn full led xi nhan dạng led đổi luôn anh chị nhá. Ngoài ra ở phần hông xe thì có la răng phay xước kích thước rất là lớn. Với chiếc xe này thì được trang bị là lốp, không phải lốp hãng, nhưng mà tuy nhiên là cái la răng của nó rất là đẹp, kích thước lên đến 17 inch. Gương thì có chiếu gương tự động này, máy turbo, có gương cục mở tự động, có điều chỉnh trên gương. Như anh chị thấy như đây là cả hai bên cánh cửa, như đây là bên phụ này cũng đều có cái cảm biến. Khi mà em đang đeo chìa khóa trên người, em chạm vào cái cảm biến cái là cửa sẽ tự mở, gương cũng tự mở. Khi này mình chỉ cần như thế mở cửa đi vào xe thôi.
rất là tiện lợi. Còn đây là phần đuôi xe. Đuôi xe thì cũng được thiết kế theo cái ngôn ngữ là cũng vuông vắn, tối ưu về cái diện tích và không gian, diện tích và không gian người ngồi trong xe. Phần đuôi xe thì sử dụng đèn cũng là full LED, cũng có cảm biến sau đầy đủ, gạt mưa sau này. Thì em sẽ vào một vòng nội thất để giới thiệu cho anh chị. Đây là cái nút cảm biến cửa này, khi mà ví dụ em đã mở cửa rồi đúng không, khi đây ví dụ em ra khỏi xe thì em sẽ vẫn không cần cần chìa khóa này, em chạm vào đây cái là cửa khóa, gương cụp khóa rồi, nên muốn mở ra em lại chạm vào đây. Chiếc xe này thì tiêu thụ nhiên liệu chỉ có theo nhà sản xuất công bố chỉ có khoảng 6,6 lít trên 100 cây được hỗn hợp. Thì đây là cái phần nội thất của xe, rất là trẻ trung. Thì từ cánh cửa này cũng phần này được ốp da này, rồi bên này tay lái cũng được bọc da rồi, đèn tự động này, màn hình bên trong xe, màn hình đa thông tin bên trong xe rất là to. Đây để mở cho anh chị xem, và rất nhiều chức năng trong này, chào mừng rồi cảnh báo rồi chúc mừng sinh nhật rồi chúc mừng năm mới đầy đủ hết. Ngoài ra thì cái màn hình giải trí trong xe cũng rất là lớn, theo cái phong cách là nổi bên trên ấy. Có Apple CarPlay và Android Auto luôn. Điều hòa cũng là điều hòa tự động. Thiết kế rất là trẻ trung đấy. Ngoài ra thì xe được trang bị rất nhiều hốc để đồ, để cốc này, rồi hốc để đồ ở cánh cửa này, rồi hốc để đồ ở chỗ đầu gối người lái này, hai bên này. Ngoài ra có khay để giày ở cái ghế phụ nữa. Còn ngoài ra thì cái này là cái không gian trong xe rất là được tối ưu, chiều dài chỉ có 4 mét 4 thôi, em nhắc lại một lần nữa, chiều dài có 4 mét 4, nhưng mà tuy nhiên là cái diện tích sử dụng nó rất là lớn. Ghế thì dùng là ghế da pha với nỉ, đây ngồi rất là rộng. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán của dòng xe Toyota Ray phiên bản chỉ có duy nhất một phiên bản 1.0 turbo và giá bán của phiên bản 2023. Trả góp giá lăn bánh, nếu anh chị nào mà quên thì có thể tua lại cái giai đoạn mà cái những phút ban đầu là em báo cho anh chị. Ngoài ra là giới thiệu anh chị về nội ngoại thất, điểm lại cho anh chị những cái điểm mạnh về xe cũng như là làm sao cái nhu cầu như thế nào là hợp lý nhất để sử dụng chiếc xe này. Thời điểm này là giá đã quá hợp lý cho dòng xe Toyota Ray, nguồn cung đã được đảm bảo hơn, giá xe cũng đã điều chỉnh và nguồn cung xe cũng khá là sẵn sàng. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về vấn đề như trả góp, về màu xe, về giá xe, về đăng ký đăng kiểm, có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.